Mồi câu cá chép. Bánh mì khô. Bánh mì khô tán vụn ra 200 g. Tỏi. Tỏi to như thế này một củ, tỏi nhỏ này 2-3 củ. Nghiền nhuyễn ra, xay nhuyễn ra. Mẻ chua. Bát nhỏ khoảng 50 g. Mẻ đun sôi lên. Cám chim một túi. Tất cả trộn đều. Thêm nước cho dẻo. Tốt nhất là thêm nước mưa hay là nước ở hồ câu. Dùng ngay được. Không phải ủ.